Và bây giờ chúng ta đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Mẹ vợ chàng rể. Dạ, chào cô. MC Hoàng Linh. Dạ, chào anh ạ. Chào em trai. Xin mời cô giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Tên là Phạm Thị Kim Hoa, 52 tuổi, ở quận Thủ Đức. Đây là anh rể. Dạ, xin mời anh ạ. Chào chương trình, chào MC Quyền Linh với Lê Lộc. Dạ. Thì tôi tên là Phạm Phú Ngân, ở Tây Ninh, năm nay là 36 tuổi. 36 nhìn trẻ quá hả? Tại ốm. Ốm hả? Tại làm rể mệt quá ốm hay sao? Dạ, làm cũng không mệt mấy. Anh làm rể của mẹ được bao nhiêu lâu rồi? Làm cũng ít à, mới có được gần 10 năm à. Làm rể 10 năm rồi. Mấy đứa rồi? Cũng được ít à, mới có 2 đứa à. Lại muốn nhiều nữa hả anh? Chắc cũng tính à. Rể cũng vui tính quá rồi. Dạ, nó vui lắm. Vậy nên nó mới ở được tới giờ này. Chứ nếu mà rể thường thường là rể đâu có ở được lâu ra. À, vài năm là ra, mà này nó ở được 10 năm rồi. Rể này rể bự à, rể này mọc sâu nè. Đây là rể giữ chứ không phải rể đu đủ. Rể này cổ thụ luôn á. Cổ thụ đó. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai của mình, cô thấy nó làm sao? Lúc đó nó ốm lắm đó, tại vì nó là sinh viên. Thì giờ nó đâu có mập đâu. Mà bây giờ nó đỡ hơn rồi đó. Hồi lúc kia nó ốm. Chắc hồi xưa nó có ống hút rồi hả? Tại vì nó quê nó Tây Ninh. Nó xuống đây nó ở trọ, nó đi học đó. Mới thấy nó, tại vì bữa đó nhà nó hư điện. Cái nó ở phòng trọ kế bên đó, cũng đông lắm. Cũng phòng trọ chắc cũng mấy đứa lần, mấy đứa sinh viên cỡ ngang ngang với nó đó. Rồi cái chị ở sớm chị mới nói chứ tụi bay đứa nào mà muốn làm rể bả rồi đi qua coi sửa điện cho bả rồi bả chăm làm rể đó. Cái mình đó cái nói tao để tao cái đi qua đi kiếm chỗ này kiếm chỗ kia kiếm tới kiếm lui không biết chỗ nào không biết hư gì hết trơn. Nói dạ không có hư gì đó, con thấy không có hư gì hết trơn á. Đi về không hư sao cúp điện. Cuối cùng biết ra là đứt cầu chì. Trời ơi. Do đứt cầu chì nhưng mà do là cái, nằm trong cái cầu dao cổ nên không có biết. Mình chỉ biết cái cầu dao bây giờ thôi. Nhưng mà là thời điểm trước khi anh qua anh có tìm hiểu là bên nhà bên kia cô dâu như thế nào không? Sao trước anh xuân đó phong? Thì không có tìm hiểu mà cũng thấy. Tại lúc đó bà để ý rồi phải không? Cũng đẻ đẻ chút đỉnh. Nhờ cái để tao để có vợ đấy ha. Ừ. Thành ra mấy chàng trai giờ có chuyện gì cái để tao nha. Hôm qua nó sửa không được sao tự nhiên cô ấn tượng nó là sao? Đâu thì nó qua nó sửa không được xong rồi cái lần sau nhà cũng cúp nước cái cũng nước để tao nữa hả? À, đó đi qua xách tới nhà cái bên xách phụ về xách đi đổ vô trong lưu để có xài. Xách nổi không? Đó, được xách dây chứ cũng xách giỏi lớn sao ba lớn không? Ừ chứ nói vậy nó ốm nhưng mà nó cũng giỏi nó sô bự mà có một ca nước nhỏ nhỏ đâu. Nó cũng đầy thùng đó rồi từ rồi thấy đi ra đi vô đó rồi nhìn đó thấy cũng dễ thương chứ không có đến đổi giờ già rồi. Rồi sách bên kia qua phải đổ đầy cái lưu đó mới dám về. Thì cũng không có dám nhìn kỹ mẹ lúc đó nữa. Cũng kêu cô qua dạ thưa cô con về thôi. Từ những chuyện đó rồi sau á cái mình cũng lãng giảng hơn trước. Từ lúc đó cái mới nói chuyện. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên là mình cảm thấy là mình được cởi mở. Thoải mái. Thoải mái. Dạ. Chứ không phải sửa điện sửa nước thôi đúng không? Rồi sau đó nó về để làm dâu á cô. Làm rể. Làm rể. Nó về làm rể á, nó có sửa điện sửa nước để tao nữa không hay là lúc đó lãng mất tiêu luôn. Đâu, nói chung nó được cái là nó hiền, cái gì nó cũng làm hết á. Giặt giũ dọn dẹp nhà cửa sao? Giặt giũ thì đồ của vợ chồng nó giặt, còn mình giặt. Trời đất ơi, sao không giặt phụ đồ và vợ? Lâu lâu mà thấy mẹ có một bộ mà mẹ không có giặt á, mẹ để chỗ đó thì cũng lấy giặt luôn. Còn hai bộ là không giặt đúng không? Mà không khi nào thấy mẹ để hai ba bộ á, thấy có một bộ, nếu mà hai ba bộ là mẹ tự giặt à. Về nó có nấu nướng gì cho cô ăn không? Có, nó cũng nấu. À, thứ bảy chủ nhật nó ở nhà, cái nói là cả tuần là mẹ nấu cho ăn rồi, giờ mẹ nấu cái mùi vị của mẹ riết rồi quen rồi mẹ ăn cũng cảm thấy không ngon. Thôi bây giờ mua về rồi đó, để hôm nay Ngân con nấu mẹ ăn thử coi nó như thế nào. Về mua về để nguyên một cái bộ lòng
lòng gà đó, để nguyên không có tách ra, để cũng rửa sạch sẽ rồi cũng để đó, rồi bắt đầu cái là vô không biết ớt làm gì, kho chế nước vô, nước lỉnh bỉnh liễu biểu đó, rồi bắt đầu nấu kho lên là nước trời nó sôi lũng lũng ăn nó trời không ngon, mình cũng khen ngon, nặng cho mấy món nó làm chứ để món nó không làm nó đâu mà làm. Mẹ khen ngon mà ăn tới 3 ngày mới hết. Nghĩa là ế vậy bởi vậy cũng ít vô bếp lắm. Hay là nó cũng cố tình nó nấu dở để nó không được nấu nữa. Nhưng mà rốt cuộc lại bị khen rồi phải nó trời nói chung là người ta cũng có tính toán hết trơn vô. Ở nhà không biết là hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất anh? Ưa nói chuyện nhau, có nghĩa mẹ có chuyện gì mẹ cũng dễ nói. Đây có chuyện gì cũng dễ nói với mẹ, rất thích vậy. Càng nói nhau thì mình dễ hiểu nhau. Đúng rồi. Rể đi làm về có cái việc gì trên công ty mà vui buồn gì về, chiều về cái kể cho mẹ nghe. Hôm nay con đi con gặp cái này, con gặp cái kia, còn con gái thì không có. Giữa mẹ với vợ y như khắc khẩu hay sao á. Mẹ bực chuyện gì cũng nói với con rể. Dạ. Còn vợ bực cái gì cũng nói với chồng. Con rể vậy chứ mà nó kể chuyện nhiều lắm. Gặp cái này, gặp cái kia đó, về kể cho mẹ nghe. Chắc nó hợp tuổi với cô ha. Chắc hợp hay sao á. Con đó có đi coi tuổi không? Đàn trai đi coi thôi, bên đàn gái không có coi. Hồi xưa là hai đứa không có được tuổi. Nhắc tới vụ này căng dữ nữa hả? Dạ, hai vợ chồng tìm hiểu nhau là cũng mấy năm rồi. Từ năm 2002 mà đến năm 2008 mới là cưới. Mà tới chuẩn bị cưới cái nói với nhà dưới ở Tây Ninh á, nói ba mẹ cái coi tuổi nó rầu kỵ. Về nhà nói là không được đi xe hoa nè, không được gắn bảng vu quy tân hôn nè, rồi không được bưng quả nữa. Mình cũng bức xúc, mình buồn lắm chứ, buồn cái là buồn ghê lắm. Kiểu như đi tới người ta hỏi, ủa sao đám cưới gì đâu mà sao không thấy bưng quả bưng gì hết trơn trơn. Đi vô không thấy đàn trai, tự nhiên đi vô cái đi ra không thấy ai mà mưa đưa quả đưa gì hết trơn. Rồi cái về cái người này cũng hỏi, mình nói là không được tuổi nhưng mà trong lòng mình nó buồn lắm. Tại con gái đầu nữa, mình thiệt thòi nữa nên cứ nhớ hoài cái đó. Là lúc đó mới thấy căng rồi không biết làm sao, mà cỡ mà cãi ba mẹ cũng không được. Thì lúc đó mới nghĩ ra cũng như là giờ làm sao cho tổ chức được á. Mà cuối cùng cũng thuyết phục được bên vợ và thuyết phục được ba mẹ Tây Ninh nữa. Làm sao thuyết phục? Nó tự suy nghĩ ra nó bây giờ không được đi xe hoa thì thôi giờ đi xe thú. Trời ơi, xe thú là sao? Xe thú là sao? Có nghĩa là tự nhiên có cái ý tưởng cũng ngộ. Tại vì có mượn một người bạn một chiếc xe hơi á. Dạ. Mà thường thường ta gắn xe hoa lên mà nói thôi mày ra chỗ dán đề can á, mày kêu nó cắt con gấu con thỏ tùm lum con á, dán vòng 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 hết chiếc xe đi, nó nên mới gọi xe đó là xe thú đó. Là thay vì gắn xe hoa mà mình đó là một cái cũng lạ. Rồi không được bản tân hôn với vu quy thì mới thuyết phục ba mẹ dưới, nói chắc bề trên không có biết tiếng Anh đâu thì con đặt cái bản là wedding party, rồi giờ vẫn còn treo nhà. Là mình treo ngay cổng hoa đó hả? Đúng rồi. Trời ơi ngộ vậy. Ở trên bề trên tao không biết tiếng Anh. Thử ý tưởng đó. Được cũng lạ. Coi như phá phong thủy á mà. Cái này ngộ rồi, lần đầu tiên mới nghe luôn đó. Con rể sáng tạo quá cô ha. Rồi thì vui rồi, hồi lúc đầu buồn lắm. Lúc đầu mới đám cưới về buồn lắm. Buồn cái nào cô la nữa không? Không, không có la. Chỉ có lần đây nó cũng đi làm, nó cũng tiếp khách rồi nó về tối đó. Cái bữa đó thì vợ nó đi làm tăng ca, rồi nhỏ em thì cũng đi làm, vừa mới về rồi nó cũng mệt mà. Rồi anh này đi tiếp khách về cũng có uống rượu rồi. Xong rồi hai đứa con đi học thêm. Nói Thu ơi đi rước em giùm anh được không Thu? Thu nói mệt quá, anh đi rước đi. Cái đồ đi rước về. Thường thường tối về là rước hai đứa con về là bắt đầu bới cơm cho hai đứa, đút hai đứa nhỏ ăn. Hôm nay lỡ mình sai quá thì mình về mình nói hôm nay mẹ ơi con mệt, lỡ con sai con mệt quá thôi hôm nay mẹ đút cơm giùm hai đứa nhỏ ăn giùm con. Không có, đi thẳng lên phòng thay đồ. Xong cái hai đứa đi tới ngang phòng mẹ, cái đầu cái không biết là nó cố ý hay nó vô tình mình không biết, nhưng mà nó nói chứ thôi hôm nay ba cho muốn ăn gì ăn, muốn ăn gì cũng được hết á. Bực quá rồi tức ghê hồn luôn. Đầu tức mà tối nó ngủ không được, nó tức hầm ngủ không được, nhưng mà sáng ngày mai cái nó đi làm mà nó cũng còn mệt cũng không có nói. Xong tới bữa sau nói cho vợ nó nghe, rằng là vợ nó về nói, xong cái không thấy nói gì. Xong bữa sau sáng trong ngủ tới sáng thức dậy đặng nói, mà tức trong lòng nó tức quá chịu không nổi. Sáng thức dậy cái đầu cái là nói giống như là đang bức xúc mà nói chuyện này tới chuyện kia. Xong rồi nó ngồi nó ủi đồ để đi làm, không trả lời đi mà cũng không trả lời lại gì hết.
đó. Rồi cái cũng trong lòng cũng buồn, cái chi nó nói ờ thôi con lỡ rồi, thêm mai mốt rồi con biết vậy con nói mẹ ăn tiếng không nói luôn, rồi tới bây giờ luôn đó, làm nữ im luôn vậy đó hả? Im luôn tới bây giờ luôn. Tại vì lúc mà biết là mẹ giận chuyện đó đó là cũng hơi bất ngờ. Dạ. Tại vì bản thân thì không có cố ý nói cho mẹ nghe vậy đâu, nhưng mà bữa đó chắc cũng có rượu bia ngửa, mệt quá, mệt quá nó thôi bữa nay lâu lâu cho con cái nó thoải mái, muốn ăn cái gì ăn chắc cũng sao. Dạ. Cứ nghĩ vậy thôi. Sau đó biết mẹ buồn thì mình im lặng, nhưng mà sau cái đó thì cái bản thân mình tự động điều chỉnh, cũng như là có sửa đổi, nhưng mà không có nói lúc đó mẹ nói vậy không có xin lỗi, không nói hết. Là không xin lỗi cái lần đầu tiên đó, đúng rồi đó, là như vậy đó. Ý là chắc anh biết anh sai rồi, anh không dám cãi lại đó. Cãi lại nhưng mà không có xin lỗi nè, bà già vợ vẫn tức cái vụ mà là không có xin lỗi kìa, giờ nói được không? Bữa đó con làm mẹ buồn chuyện đó thì con thật lòng con xin lỗi mẹ và đó, con sẽ rút kinh nghiệm chuyện đó, thấy chưa? Con câu đơn giản mẹ cười quá trời, thấy không? Dạ thì nói vậy chứ đời thì con đâu có khi nào mình bỏ bụng đâu, nói vậy thôi, nhưng mà rồi thì mình thấy nó sửa đổi thì mình cũng mừng ở trong lòng. Nhưng mà với tư cách mẹ vợ đó, có bao giờ mình cảm giác mình làm gì mà sai với con rể mình không? Mình cũng hay nhằn, đi làm về mấy sáng giờ này chưa về, bỏ hai đứa tối rồi, nó về bất tử thì nó nghe, nhưng mà không biết nó có buồn hay không, mình không biết. Có buồn không anh? Khó buồn lắm. Dạ. Nghe vậy tự thì tự không sao hết á. Vợ em với mẹ vợ ai nhằn nhiều hơn? Vợ. Vợ nhằn nhiều hơn nha. Có bao giờ mâu thuẫn về cái chuyện mà dạy con cái rồi chưa? Có chứ. Mà không đến mức mâu thuẫn, có nghĩa là không vừa ý. Tại vì những cái mẹ làm cho mình lớn, từ cái chuyện nội trợ, nấu ăn, lo cho con cái, dạ, nó lớn quá. Nên những cái mà buồn lòng á, mình thấy nhỏ quá, nên nhiều lúc mình cũng thôi không sao. Cái này cũng chưa bao giờ nói với mẹ luôn á, cái cách dạy con cái thôi. Bản thân mình nhiều lúc bực cũng có đánh con, nhưng mà đánh có lựa chỗ đánh, kêu đứng lên đàng hoàng hoặc nằm xuống ba đánh. Còn mẹ thì biết mẹ là cũng nóng tính, vợ cũng nóng tính giống giống, có nghĩa là bực kìm lại không được, cái chụp cái gì là quơ cái đó liền. Mà cái đó thì mình không có đồng ý việc đó, nhưng mà không có nói với mẹ, giờ mới nói hả? Tại mình thấy cái đó cũng không sao, có nghĩa là khác cái cách thôi. Mình biết cái ý của mẹ hay của vợ là đều muốn tốt cho con. Rồi ngoài cái vấn đề đó, mình còn cái điều gì mà khác biệt với mẹ nữa không anh? Con cái cũng về, ví dụ về kinh tế đi, kinh tế là mệt nhất á. Thấy vòng vòng đó người ta xây nhà hay là nhà người ta làm, người này người kia làm có tiền cũng trang lứa đó, cái mẹ ưa so sánh. Sao tụi mày làm 10 năm, mười mấy năm mà thấy tụi mày không có gì hết, hay là nhà cửa cũng sửa sang, hay là thấy có nghĩa là giống kiểu không đủ ăn đó. Nhưng mà cái đó tạo cho mình cái áp lực, mà con trai nữa mà, đàn ông nữa mà, cái nhiều lúc cái sĩ diện nó cũng lớn lắm. Mình ráng, mình âm thầm, mình cố gắng, mình phấn đấu trong công việc, mình làm mọi cách để tạo niềm vui cho gia đình, tạo niềm vui cho mẹ, cho ba, hay là cho vợ, cho con, cái đó để nó xua đi cái chuyện đó. Kiểu như mình muốn, mình nói như vậy để nó phấn đấu, mình ráng, mình làm để mình có điều kiện, mình sửa sang nhà cửa hay đi ra, và bạn bè nó cũng có thì cũng đỡ, bằng chị, bằng em vậy đó mà. Tôi nghĩ cô là hay so sánh cái tiền lương của con rể mình với những cái người hàng xóm đó, đúng không? À. Nhưng mà cô có cảm thấy là cái sự tự ái của trong anh thể hiện ra không cô, khi mà cô nói những cái điều đó? Dạ không, không có nghĩ nó là con rể đâu, cái nhà nghĩ nó là con ruột không, chứ không có nghĩ nó là bao giờ, không có nghĩ là nó con rể, cứ có gì thì cũng nói, hay cũng nói thẳng, không có khi nào mà nói mấp mé hết được trơn. Thí dụ như đi ra ngoài vậy, thằng đó ở nay nó làm lại lương cao ghê ngân, nay nó làm ăn tháng mấy chục triệu á, mày làm gì lương càng ngày gì đâu càng thấp vậy, mình chỉ nói vậy thôi. Vậy chứ nhỏ còn... chưa tự ái chưa à, vậy là quá nhỏ rồi, đúng luôn ha, nghe cười ráng cười nhưng mà trong bụng khó chịu luôn đó. Mà cái điều đó nhỏ nhỏ chứ điều khi làm hoài nó cũng khó chịu, đúng không? À. Nhưng mà không biết là anh có những cái kỷ niệm nào mà vui đối với mẹ không? Anh dành tặng mẹ một cái món quà gì đó anh đã từng làm chưa? Có làm rồi mà cũng nhỏ quá, nhỏ. Cũng chưa làm gì lớn á. Một món quà mình nhớ là một cái điện thoại mà gọi là cù bắp thôi. Tặng con lần một hả? Tặng con lần rồi bị hư, cái khác cũng tiếp tục cùi bắp luôn chứ không có xịn được. Thôi mua cùi khóm cùi gì hơn chút xíu được. À, lớn tuổi rồi thôi kệ, nó miễn có gọi có nghe được rồi. Thấy vui hả cô hả? Vui. Có khoe dài không? Có,
nào sáng thì cũng ra đi bộ với mấy bà sớm đó. Trời ơi sinh nhật hả, hồi sinh nhật cái Ngân nó mua cho cái điện thoại nó, trời ơi bà sướng ghê vậy trời, có thằng rể sướng quá trời, biết sinh nhật của bà còn đi con tôi á, trời 5-12 tháng nó không biết cái ngày sinh nhật của tôi đâu mà bà thằng rể mà mua được cái điện thoại sướng thấy mồ rồi còn nữa, trời như trong lòng mình nó phấn khởi gì đâu á trời à. Ý là anh phải tặng quà nhiều nữa đó, tặng nữa biết cái niềm vui của mẹ rồi.